Câu 111: sống trăm năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền chẳng bằng chỉ sống một ngày mà đủ trí tuệ và tu thiền. Cái trí tuệ mà nếu mà để gọi là cái từ gốc của nó đó, cái trí tuệ không hẳn là cái sự hiểu biết của chúng ta. Hiểu biết của chúng ta nó thuộc về trí gì? Trí gì? Trí thức. Tức là cái thông minh, cái tri thức, cái hiểu biết của chúng ta thông thường. Còn nếu mà trí tuệ sống đúng theo lời Phật dạy, cái chữ trí tuệ của Đức Phật là con người phải thấu đạt về lẽ thật, phải giác ngộ về chân lý, phải nhìn được nguyên lý của tất cả mọi sự vật trong cuộc đời. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Có nghĩa là người này phải lìa xa được chấp thủ tham ái, có một quán chiếu tư duy như thế nào mà không còn dính mắc với tất cả mọi thứ trần lao của cuộc đời. Cái đó mới là trí tuệ. Còn cái hậu hiểu biết tam tạng kinh điển, hiểu biết cho nhiều, tất cả những cái đó thuộc về tri thức của chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể lạm dùng dùng cho trí tuệ, có nghĩa là cái hiểu biết và nhận thức về lời Phật dạy. Thì chúng ta nhìn nói chung ở một cấp độ thấp thì như vậy cũng được, chứ đúng cái từ gốc của nó phải là như vậy. Cái trí tuệ không phải là hiểu thông thường. Cái hiểu thông thường mà tất cả những tham sân si còn nguyên dạng, cái đó không đúng. Người có trí tuệ là người không có bị tham sân chi phối, cho dù người đó dốt như là bàn đặt như chẳng hạn. Cho nên ở đây chúng ta phải ý thức được rằng là người có trí tuệ là người không còn bị chi phối bởi dục tham sân si gì cả. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Cho nên ở đây sống trăm năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền chẳng bằng sống một ngày mà đủ trí tuệ tu thiền. Cái câu này nó cũng giống y chang như lời của Khổng Tử dạy là triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, sớm giác ngộ được đạo lý chiều có chết cũng vui. Khi các vị giác ngộ rồi á, đời chúng ta không có sợ chết nhiều. Khi chúng ta sợ chết có nghĩa là chúng ta vì tham sống, ham nhu cầu trong cuộc đời cho nên chúng ta rất là sợ chết. Nhưng mà người á, khi có giác ngộ được rồi á, cái ý niệm về sợ chết họ không còn, mà họ chỉ sợ ngay cái điều là họ mong rằng trong cuộc đời họ sẽ làm được lợi ích lớn, còn được thời gian bao lâu. Đây là điều quan trọng. Các vị nào có vận dụng cái lời Phật dạy tu tập, các vị hiểu rất rõ điều này. Những người nào chưa học Phật, những người đó hay sợ chết một cách quan tưởng lắm. Nhưng mà không phải do chúng ta sợ chết là chúng ta không chết, hay là do chúng ta sợ hay không sợ. Chết là theo quy luật của nó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi học đạo, chúng ta nhận thức được tử sinh, thành ra cái chuyện chết của chúng ta nó thường hơn một chút. Tôi nói tôi chưa có giác ngộ gì nè, nhưng mà giờ bản thân tôi nói thật với các vị, tôi không có sợ chết, mà tôi chỉ sợ cái cách chết thôi. Tôi sợ cái đó thôi. Tức là đang e dè cái chuyện đó. Còn nếu mà trong đời mình cái nghiệp tới thì chết nó cứ chết. Nhưng mà tôi chứng kiến những người ra đi, tức là cái nghiệp chết thấy nó đau khổ quá. Tức là thấy nó quằn quại, nó dằn vặt, nó hành hạ về hơi thở, về sức khỏe, về sự đau đớn á. Tất cả những cái đó tôi nghĩ nếu mình rơi vào trường hợp như vậy, cái lực của mình có đủ sức để chịu đựng, để giữ được chánh niệm trong cái đó hay không, cái này là tôi nghi ngờ và dè dặt. Chứ còn bây giờ nếu mà nghiệp tới cái chết thì thật sự khi mình học Phật, mình thấy cái điều này là quy luật, tử sinh là quy luật của con người. Cho dù mình không tái sinh được cái nơi đất Phật thì mình cũng tái sanh ở một môi trường lành nào đó. Tức là thân phận chúng ta nguyên tắc phải tái sanh, đây là chuyện đương nhiên. Cho nên không có cái gì để gọi là chúng ta phải sợ. Còn khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta nghĩ không biết chết mình thành cái gì, hay là hoặc chết là hết rồi, chúng ta mơ màng về những điều đó, chúng ta lo âu trong lòng. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ lời Phật dạy rồi, cái này chúng ta không còn lo nhiều nữa. Và nếu chúng ta tu tập càng tốt thì cái này nó lần lần nó chấm dứt trong lòng chúng ta. Nhưng mà chỉ ngại một điều là cái cách chết. Cho nên có nhiều khi á, tu học nhiều khi sám hối. Sám hối làm sao mà cho con chết được nhẹ nhàng thanh thản. Chứ đừng có để chết mà hành hạ thân xác hay là mọi sự đau đớn như vậy. Nếu sự đau đớn nhất thời thì còn dễ chứ, nếu nó kéo dài sự đau đớn này, cái chánh niệm của chúng ta khó mà giữ được bền lắm. Chứ không phải là bình thường. Chúng ta có cái mức chịu đựng, mỗi một người tùy cái góc độ tu tập của các vị. Các vị có cái sức chịu đựng về đau khổ, về hành hạ, về đớn đau á, ở một mức độ của các vị. Tùy sự dụng công của các vị mà các vị chịu đựng ở mức độ nào đó thôi. Nó vượt qua mức độ và thời gian kiềm chế đó,
chúng ta sẽ bị chi phối cũng như một người phàm tình. Cho nên người tu tập thiền định mà gọi là thiền định vững chắc á, thì khả năng khống chế về những điều đau khổ này rất là tốt. Giống như Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, sự thật là trái sự thật đó, nhưng mà Ngài không bao giờ dãy dụa hay là không bao giờ biểu hiện cái gì cả về vấn đề đau đớn cả. Cái người có thiền định cao là người này làm chủ được tâm ý và họ có khả năng kiềm chế mọi cảm xúc. Tức là có khả năng giống như ngắt đi cái thần kinh cảm giác vậy đó. Do cái mức độ sâu của thiền định nó kiềm chế được mức độ như vậy. Ta là chỉ đụng vô cái đèn, đụng vô lửa là thảy cái gì vô dầu mỡ nó phỏng một cái rồi hít hà li lịa phủi phủi lum la, đừng nói mà đốt kiểu đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy một thân xác đốt cháy như thế này, cả thế giới phải kinh ngạc với hành động đó mà. Một con người ngồi điềm nhiên như thế trong cái ngọn lửa ngùn ngục là cái điều này khó ai tưởng tượng nổi lắm. Cho nên chỉ có khi tu tập thiền định cao mới có thể thực hiện được những điều này. Đây là điều quan trọng. Cho nên đợt Phật đản lần này là giáo hội đang làm cái tờ trình và xin với chính phủ để mà cho triển lãm cái trái tim xá lợi của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Về phía thống đốc Ngân hàng Việt Nam thì ông ta chấp nhận, nhưng mà ông ta đề nghị là phải xin qua ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Và vì vậy giáo hội đang có xin qua ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, vì cái đó được bảo quản một cách tuyệt mật trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng là có những cái điều, nếu cái trái tim xá lợi được đưa ra để mà giáo hội chúng ta mượn trong vòng một tuần nhân kỷ niệm 50 năm đó, là ngày pháp nạn và kỷ niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, thì nếu chúng ta được triển lãm xá lợi đó, cái cơ hội trong cuộc đời hiếm có, chúng ta nên tranh thủ để mà chúng ta đi để mà chiêm bái. Cái đó nên chiêm bái đó. Còn ba cái hộp xanh xanh đỏ đỏ mà đầy đường á, người nào cũng lợi có đó, ba cái đó là có ba cái hộp mũ á, hay là ba cái cục xoải nào dưới biển á, tôi xúc mấy gỗ còn có nó, chứ đừng nói mấy hộp đó. Có nhiều người về đây á, xin tôi nó là để tôi làm lễ rước cung nghinh xá lợi này kia nè, con được cái viên xá lợi này ai đó tặng. Tôi nói thật sự đúng nghĩa xá lợi á, tôi lết từng lết mà tôi đi tôi đội về chùa tôi cũng làm nữa. Còn cho nên đó, tôi nói thật, tôi rất là nghi ngờ mấy cái hộp mà mấy cái hột sỏi, mấy cái cục xanh xanh đỏ đỏ đó, đối với tôi rất là nghi ngờ về chuyện này. Sự thật ra nó có cái gì đó, nó không có thực tế, một sự mạo nhận, thậm chí có nhiều người lợi dụng để lừa đảo. Tôi không thích làm những cái việc như vậy. Cho nên tôi thấy ở đâu cũng nghe nói xá lợi, nhưng mà chùa tôi là không có viên xá lợi nào hết trơn á, không có xá lợi. Tôi nói thật lòng như thế, tại vì á, xá lợi thật á, cho dù một hạt cát tôi vẫn đội về chùa mình, thậm chí mình có thể làm tháp để mình thờ, quan trọng lắm á. Còn mấy cái hột sỏi dưới đá dưới biển nó đừng mang mắc công mà tôi đi làm bò lết về tôi xin về, không có chuyện đó đâu. Cho nên cái trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức á, là cái này, nếu sự thật chúng ta được phép để triển lãm thì chúng ta nên một lần để đi chiêm bái. Đó là tim xá lợi, một sự thật lịch sử. Cái đó không có lý giải gì hết, khỏi cần lý giải gì hết. Thì hy vọng rằng đợt này nếu mà có cơ hội chấp nhận thì hổm rày trong cái vấn đề các cuộc họp cũng được trình qua vấn đề này. Tôi ngồi tôi nghe lỏm vậy thôi, tôi kể cho các vị nghe lại vậy thôi. Thì nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ được có thể là triển lãm ở chùa Xá Lợi, cũng có thể là Ấn Quang, cũng có thể là Văn Phòng 2, cũng có thể là Vĩnh Nghiêm. Đó là những đề nghị thôi, còn thực tế thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà cái điều này nó cũng phức tạp lắm. Mong rằng những điều này đã được sự ủng hộ nhiệt tình từ các ban ngành, rồi chúng ta có cơ hội một lần được đảnh lễ chiêm bái cái quả tim Xá Lợi thì tuyệt vời vô cùng. Cái đó là chúng ta hạnh phúc vô biên đó.